Chào mọi người, mình là Trung đang quay cần câu kênh cần câu Nhật Bản nha mọi người. Đấy. Hôm nay mình sẽ quay bán những cái cần này. Đấy. Sẽ lượt qua cho mọi người coi nhé. Mình cũng nói luôn là cũng như những cái video trước là mình sẽ quay cận cảnh, quay sát cho mọi người xem chi tiết từng cây cần nha mọi người. Mọi người cố gắng để ý coi. Đấy. Hình ảnh của video của cây cần thì mình đã đưa hết rồi nên mọi người đến lúc mọi người có hỏi mình thì mình cũng không nhớ đâu. Nên ngoại hình là cố gắng mọi người coi. Còn carbon hay không carbon thì cần nào carbon thì mình sẽ nói carbon nha mọi người. Đấy. Trước tiên cái này đi. Đây. Mình để mọi người coi thông số của nó trước luôn. Mọi người lựa chọn trước cho nó dễ, không được thì mọi người nấy coi cái khác nhé. Đây, cái cần này dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m02, cái độc đỉnh của nó có đường kính là 2,1 ly. Đấy, 2,1 ly. Cân nặng của nó là 320g, giá tiền của nó là 950.000. Đấy, cần này là cần Suzumi nha mọi người, cần Suzumi. Đấy. Made in Korea. Carbon này. Đấy. Nha mọi người. Đấy. Made in Korea nha mọi người. Cần Suzumi thì mọi người biết rồi. Đấy. Thương hiệu rất là nổi tiếng. Đấy. Nào, giờ đây mình để cận cảnh là một tí luôn. Bát Fuji. Bát Fuji FX7 nha mọi người. FX7 thì mọi người muốn muốn biết cái FX7 này là ý nghĩa gì thì mọi người sẽ search trên mạng thì nó sẽ cho ra là FX7 là cái kích cỡ của cái bát này, kích cỡ của bát này nó sẽ phù hợp với những cái máy, cái chân nào gắn vào máy to máy nhỏ như thế nào là nó sẽ phù hợp với cái này nha mọi người. Nó có cái thông số FX7 này là mình sẽ xem được cái kích thước mình gắn được cái máy nào vào. Đấy. Cái cần rất là mới nha mọi người. Đấy. Suzumi carbon. Đây. Vàng của nó. Mới đẹp luôn nha mọi người. Mình sẽ coi thật kỹ từng đọt một. Đây, đọt đỉnh của nó đây. Đấy. Trắng bóng chói luôn nha mọi người.
Đấy. Vừa rồi là mình đã qua hết ngoại hình của cây cần này, Suzumi này cho mọi người coi rồi. Đấy, cần carbon Suzumi. Cái cần này cần số 1 nè. Dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m02. Đường kính của cái độc đỉnh là 2,1 ly. Còn cân nặng của nó là 320g. Đấy, này số 1. Cái này bán 950.000. 950.000 nha mọi người. Tiếp theo thì cần số 2. Đây, cần này dài 4m rưỡi, thu vào ngắn nhất của nó là 1m01. Đường kính của cái độc đỉnh của nó là 0,5 ly. Đấy, cân nặng là 180g nha mọi người. Cái cần này thì cũng là cần Suzumi, giá của nó là 650.000. Đấy, đọc luôn cho mọi người thấy. Đây, Suzumi nha mọi người. Cần Suzumi, cần carbon Suzumi. Đây, cái cần này là Bass Fuji FS6 nha mọi người. Bass Fuji FS6. Đấy, Korea này, Korea này. Đây, Suzumi carbon. Đây. Cái cần này thì như thường là mọi người hay gọi là cần tay trợ máy á. Đọc trên rất là mảnh nha mọi người. Trên rất là mảnh, chỉ có 0,5 ly thôi. Đấy, gọi là cần tay trợ máy. Phan của nó này, cái phan của nó là nó bó sát bó sát vào trong cái cần luôn, trong mấy cái đọt luôn. Cần carbon Suzumi. Vô tình bóc hai cái đầu đều cây cần carbon Suzumi luôn. Đấy. Cần rất là mới nha mọi người. Có cái chân cuối của nó thì nhìn hơi bị tróc tróc tí thôi, còn ở trong nhìn rất là mới. Đấy. Rồi, mình đã qua cho mọi người coi hết ngoại hình của cái cần này rồi đấy. Dùng mấy cái cước không thể luôn quay.
Đây. Đấy, thông số của nó nha mọi người. Tiếp tục nói lại lần nữa này. Cần carbon Suzumi dài 4,5 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,01 m. Đường kính đột đỉnh của nó là 0,5 ly nhé. Còn cân nặng là 180 g. Đấy. Giá của nó là 650.000. Cái số 2. Số 2. 650.000. Đấy, để tiếp tục đáp lại sự ủng hộ của mọi người thì trong video này mình cũng tiếp tục là tặng cước cho nha mọi người. Tặng cước. Đây. Cước thì như video hôm qua mình đã giới thiệu rồi. Đây. Mình sẽ tặng cước. Mình có hai loại cước đây. Cái hàng mình về là đợt này là nó về được hai loại cước này. Đấy, có trong đó. Cước 1 ly này, cước 1 ly thì một cuộn như thế này nó chỉ có 4 m thôi. Còn cước 0.5 ly á là cuộn như thế này 10 m nha mọi người. Đấy. Nhiều anh em hỏi mình là có bán cước không thì xin thưa là mình không có bán. Đấy. Tại vì lâu lâu hàng nó về á, nó kèm theo ở trong đấy nó có thùng cước thì mình tặng cho anh em cho vui thôi. Chứ mình không có chuyên, mình không có bán. Cái gì chuyên thì mình mới bán nha mọi người. Đấy. Cần thì trước kia cũng không chuyên nhưng mà dần dần tìm hiểu rồi bán từ từ rồi cũng sẽ hiểu thôi. Đây. Cước này thì thôi, mình xin phép mình không bán, tặng mấy anh em cho vui. Cứ mua một cái cần là mình sẽ tặng cho một cái cước. Đấy, tùy mọi người lựa chọn cước 1 ly hay cước 2 ly thì mọi người bảo nhé. Đấy. Để như thế này cho mọi người nhớ. Tiếp theo cái này luôn. Này. Đây. Cái này là cái cần số 3 này. Cái cần này dài 3,5 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,05 m. Đường kính đột đỉnh của nó là 0,7 ly. Cân nặng của nó là 100 g. Đấy, giá tiền của nó là 500.000. Đấy. Nó cũng là cần carbon nha mọi người. Đây. Cái này không phải là bị xước đâu nha mọi người. Nó chỉ bị dính dơ nè. Mọi người cạo có sạch nè. Đấy. Dính dơ. Cạo sạch nhé. Đấy. Đấy. Thường thì khuyên mọi người là mua đồ bãi về. Nên vệ sinh. Đấy. Tháo đuôi ra rồi vệ sinh. Lau lại cần kia. Để tránh trường hợp này nó còn mắc cát mắc đồ. Thì xước cái cần uống nha mọi người. Đấy. Cái cần này thì cũng dạng là cần tay trợ máy. Đấy. Cần tay trợ máy nha mọi người. Rồi mình tiếp mình thổ cho nó ra cái độc đó. Đỉnh của nó đây nha mọi người. Những cái cần này á mà khuyên nó bám sát như thế này để mình xỏ luôn vào được trong cái ống này thì mọi người về mọi người lấy ra thật cẩn thận nha mọi người. Tại vì những cái cần này thì cái đọt nó mảnh, rất là mảnh nên lúc mọi người lấy ra thì nó nếu mà nó bị cạc cạc mọi người chặn mạnh xuống quá đọt nó rớt ra mọi người chưa dừng tay kịp thì có thể nó chặn gãy đọt nha mọi người. Đấy, đấy là mình nhắc nhở tại vì cũng nhiều trường hợp người ta làm như thế rồi. Có nhiều anh mua cần về tới nơi nguyên vẹn mở ra lấy đến hồi lấy cái đọt cuối này ra thì thổ thổ như là làm gãy xong rồi không trả tiền cho Viettel gửi trả lại cho mình. Ôi thôi xin thưa là mấy anh là bye bye mấy anh luôn. Không hiểu là con người của mấy anh như thế nào nữa. Mình gọi thì bảo là anh có cố ý làm gãy đâu.
Thì đúng rồi, anh không cố ý, nhưng mà lỗi tại anh làm gãy thì anh phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi có bảo là anh cố ý anh bẻ gãy của tôi đâu. Như thế xong rồi trả tiền vẫn dưng trả không chịu nhận cho Viettel gửi về. Đấy nha mọi người, vừa rồi mình qua hết cái ngoại hình của cái cần này rồi nha mọi người. Đấy. Đấy, cái này nó rất là mạnh. Cái này thì nghe mấy anh em nói là để dùng để câu cá giò đấy. Cá mà cắn cao mà nhạy, đấy, cần những cái lưỡi mảnh, cái đọt mảnh nhạy thì mới phát hiện được nó cắn mồi cho mọi người. Đấy. Cần dài cái cần này, nó chỉ còn sót lại cái chữ này thôi, còn lại là nó mắc chữ hết rồi nha mọi người. Đấy. Cái cần này dài 3,5 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,05 m, đường kính đầu đỉnh của nó là 0,7 ly, cần nặng là 100 g nha mọi người. Đấy. Bát Fuji này, bát Fuji cái này chắc FF5. Bát Fuji kích cỡ FX5 nha mọi người. Đấy. Cái cần này cái cần số 3. Số 3. Cái cần này 500 nha mọi người. Số 3 500. Tiếp theo lại bóc được một anh Suzumi. Cái cần này dài 4,5 m, thu vào ngắn nhất của nó là 56 cm, đường kính đầu đỉnh là 0,7 ly, cân nặng của nó là 140 g nha mọi người. Đấy. Cần này là cần tay nha mọi người. Giá của nó là 400. Đây. Carbon. Cái này còn ghi luôn. Đây, carbon. Korea nha mọi người. Đây. Suzumi Korea. Đây. Có một đoạn ở chỗ này, đoạn chỗ này hình như nó bị nứt á, đoạn này bị nứt, người ta đã quấn cước và dán keo rất là cứng chỗ này rồi nha mọi người, rất là cứng chỗ này rồi, đấy bị nứt ra, người ta đã quấn keo, quấn cước và dán keo rất là cứng rồi, chỗ này thì giờ yên tâm thôi, đây mình bẻ cho mọi người coi này, đấy, thấy không?
xong, mình vừa quay xong ngoại hình cái cần này cho mọi người. Chỉ có nó còn có đoạn này thôi đây cho mọi người. Đấy. Ngắn như thế này thôi. Đấy. Thu vào ngắn nhất của nó chỉ có 56 cm. Vươn ra được 4.5 m cho mọi người. Cái đường kính của cái độc đỉnh là 0.75 ly. Cân nặng của nó là 140 g. Giá của nó là 400.000 cho mọi người. Cái này cây số bốn trăm. Tiếp theo thằng này này, thằng NTF nha mọi người. NFT hiệu NFT Made in Korea nha mọi người. Này cần carbon. À, để mình ghép vào luôn rồi mình cho mọi người coi từ đầu dưới cuối như vậy nha. Cần này dài 1.8 m, thu vào ngắn nhất của nó là 94 cm. Đường kính của cái độc đỉnh của nó là 1.1 ly. Đấy, cân nặng của nó là 140 g. NTF NFT Made in Korea. Đấy, mọi người. Này, bát Fuji. Bát Fuji. Này, FPX18 mọi người, cái chuẩn này. FPX18. Chuẩn này chuẩn bắt vặn. Đấy. Đấy. Dài 1.8 m này, hai đoạn này. Đấy. Đấy. Carbon nha mọi người. Đây. Chỗ này là chỗ xỏ hai đoạn vào. Đó luôn. Cái gần này này. Cái gần này chỗ này hình như nó có nứt một tí. Nên người ta đã quấn dây nhựa ở đây. Quấn dây nhựa ở đây nha. Người ta đã đổ keo rất là cứng rồi nha mọi người, rất là cứng nè. Đấy nha mọi người. Đấy, rất là cứng cáp rồi. Này mọi người yên tâm nhé. Đấy, fan của nó. Ui, cho mọi người coi cái fan này trước đây chứ. Đó. Này chỉ là tìm dính dáng mà. Vàng này, vàng vẫn còn đi nha mọi người. Đây vàng còn nguyên. Đấy. Đấy. Đây. Cần hai đoạn. Nào. Cần NFT.
Made in Korea, dài 1m8, thu vào ngắn nhất của nó là 94 cm, đường kính của cái đọt đỉnh là 1.1 ly, cân nặng là 140 gram. Cái cần này là cái cần số 5. Cần này bán 650.000 nha mọi người, 650.000. Nó sẽ dài cọc đây luôn. Tiếp theo cần này, cần carbon Daiwa dài 3,5 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1m24 nha mọi người, 1m24, đường kính đọt đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng của nó là 380 gram. Nó là cần ba đoạn chạy cước trong nha mọi người, cước chạy bên trong cần luôn. Mình ghép cái cần lại rồi quay cho mọi người. Đây rồi. Đấy. Này. Đây này. Made in Taiwan. Đây, cần carbon Daiwa. Daiwa nha mọi người. Daiwa. Rất là đẹp luôn. Đây, thông số của nó dài 3,5 m. Carbon xoắn ít luôn này. Này, carbon mà xoắn ít luôn này. Đấy. Đây mọi người. Đây là cái lỗ để mình cho cước vào đây, và nó từ đây nó sẽ chạy cước ở trong cần này. Đấy. Nó ra thành 3 đoạn. Thì giờ chỉ nhìn nước sơn nên cái đâu có cái gì nữa đâu, nhìn cước nó chạy bên trong rồi. Đấy, nước sơn mới toanh thành toanh. Hãy nhìn nhanh đi dùng nó thay. Đây là cái thấy không rồi? Đấy, cước trong cước nó chạy ra đây luôn, vẫn còn đầu đá sứ đây nha mọi người. À, đá ở đây đấy. Rồi mình vừa quay xong cái ngoại hình của cái cần này cho mọi người coi rồi đấy.
Rồi, cần đai hoa Made in Taiwan, xuất Nhật nha mọi người, xuất sang thị trường Nhật. Dài 3,5 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1m24, đường kính độc đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng của nó là 380g nha mọi người. Đây, cái này cái số 6. Cái này bán 1,2 triệu cho mọi người. 1,2 triệu. Đó. Tiếp theo cũng là một cây cần cước trong, nhưng mà cây cần này của Shimano nha mọi người. Cái cần này dài 3,3 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,18 m, cân nặng của nó là 280g, đường kính của cái độc đỉnh là 2,9 ly. Đấy. Đó, để mình tháo ra ghép vào cho mọi người coi luôn. Cần carbon nha mọi người. Rồi. Đấy. Cần cước trong, chạy trước cước bên trong này, đầu của nó đây. Đấy. Để mọi người coi từ ngọn luôn. Thực ra cái này giờ chỉ coi nước sơn thôi, chứ cái cần này thì nó cũng rất là mới rồi. Ở bên ngoài nó thì cũng chả có cái gì để mà coi cả. Đấy, tại vì nó chạy cước trong rồi, nó không có khuyên ngoài cho mọi người, nó không có khoan bên ngoài. Đấy. Đây, đường này đường đưa cước vào trong. Đấy. Nó còn đá sứ nữa nha. Đấy. Cần quá là đẹp. Cần này Shimano. Đây. Dài 3,3 m. Made in Indonesia nha mọi người. Đây, Indonesia. Đấy. Bát Fuji nhé. Shimano. Đây, từ góc đến ngọn. Được không? Cần này thì khỏi phải nói nhiều. Đấy. Dài 3,3 m, cần Shimano, carbon Shimano nha mọi người. Dài 3,3 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,18 m. 1,18 m nha mọi người. Đường kính của độc đỉnh là 2,9 ly, cân nặng là 280g. Đấy. Cái này cái số 7. Cái này 1,1 triệu nha mọi người. Số 7 1,1 triệu. Yeah.
Tiếp theo cái số 8. Lại cái căn cước trong mọi người. Thì hôm nay nhiều căn cước trong thế nhỉ. VIP không? Đây. Lại là Suzumi. Đây. Treo này. Đây. Căn cước trong carbon Suzumi. Dài 2m1. Thu và ngắn nhất của nó là 1,1m. 1m1 đấy. Đường kính của độc đỉnh là 2,2 ly. Cân nặng là 340g. Đấy. Giá tiền của nó là 1 triệu. Cần cước chạy phía bên trong. Đấy. Gắn luôn đi. Hai carbon. Đây. Đổ cho cước vào. Khoan còn nguyên nhé. Rút ra nó làm đưa cho mọi người nhìn cho nó dễ. Cần cước trong thì chủ yếu là coi nước sơn có mới có đẹp không. Mà những cái cần này thì thôi, mới và đẹp rồi. Còn bên ngoài thì nó không có chạy khuyên. Đây, cần rất là gọn. Đấy. Đây. Đấy. Vào ra cước còn đá trượt đồ hết nha mọi người. Rồi. Cần hai đoạn Suzumi. Đấy, cần hai đoạn Suzumi. Cần này không nó không ghi make in. Cần này á nó xài về thị trường nội địa luôn. Đấy, xài thị trường nội địa luôn. Không xuất này người ta không để xuất xứ nha mọi người. Xài này nội địa Nhật luôn. Đấy, cái cần Suzumi carbon hai đoạn nha mọi người. Dài 2m1, thu vào ngắn nhất của nó là 1m1. Đường kính độc đỉnh của nó là 2,2 ly. Cân nặng của nó là 340g. Đây là cái số máy rồi. Đây là số 8. Số 8 nha mọi người. 8. Cái này giá 1 triệu nè. Rồi, số 8. Giá 1 triệu. Số 8 giá 1 triệu nha mọi người. Túi này không biết có phải của hắn không nữa đây mà. Bỏ vào thì đây, vừa khít luôn. Tiếp theo, cái gần này. Cần gì đây? Cần NFT. Nhưng mà cái dây đai chỗ này lại là đai hoa. Chắc chủ ở cần trước này họ chơi cũng nhiều cần đây. Khá là nhiều cần.
Đấy. Mình sẽ gắn luôn vào rồi mình sẽ nói với mọi người nhé. Cần NFT. Cần NFT nè. Đấy. NFT Bad Fuji FPX22. Trang cái kèo gì vô này. Không có bị sao vậy nha mọi người. Đấy. Gần này NFT Made in Korea nha mọi người. Made in Korea. Đấy. Dài 3m3. Carbon. Này, hôm nay với carbon, cả carbon đấy nhỉ. Suzumi. Đấy. Vàng của nó này. Đây. Đây. Này. Cái chỗ này á. Chỗ đào này là cái sắt này nó bị rỉ này nó nứt ra nha mọi người, nó bị rỉ nó nứt đấy, chứ còn mình nhìn cái cần thì mình không thấy nứt đấy. Đấy, nó bị rỉ ra thôi, nó bị rỉ ra nha mọi người, nó bị rỉ này là nó tự động nó nứt cái sắt này ra, chứ còn cần thì nó không có nứt nhé. Đấy. Hàng nãy giờ đều còn nguyên. Đấy. Cầm chắc cú cầm sướng. Vang là cái chân dưới nó hơi để cho phía trên vẫn còn nguyên nha mọi người. Đá ta đứng. Đấy, còn vành đá luôn. Thằng này có một cái như thế này, nó phía trên đỉnh của nó này mọi người, coi này, phía trên đỉnh của nó là nó có bốn cái phan này, thì người ta đã thay cái phan xịn còn hơn cái phan cũ của nó này mọi người, thay bốn cái phan này phan xịn luôn này, thằng này phan Fuji xịn đấy chứ, này. Đấy, phan xịn nè. Đấy, người ta thay bốn cái phan trên đầu. Đấy. 3 hay 4 cái, 4 cái. Đấy. Đây nhiều người. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Thay bốn cái phan Fuji, phan xịn luôn. Xịn hơn những cái phan dưới. Đó. Còn không có gì cả. Đây. Cái cần dài 3m3 NTF Made in Korea nha mọi người, cần carbon Made in Korea
NFT chúng mày. Dài 3m3, thu vào ngắn nhất của nó là 1m16, đường kính của cái độc đỉnh là 2,5 ly, còn cân nặng của nó là 280 g. Đây. Đây này cái số 9. Số 9. Đây là bán 1 triệu mốt nha mọi người. 9, 1 triệu mốt. Tiếp theo đây số 10 đây số 10 cái này dài 5m3 nha mọi người, 5m3. Thu và ngắn nhất của nó là 1m14, còn đường kính của độc đỉnh là 1,5 ly, cân nặng của nó là 280 g, giá là 700 nghìn. Đấy, cần Suzumi luôn. Đấy, Suzumi nha mọi người. Đấy, dính keo này, này dính keo thôi nha mọi người, cào nó ra ngay. Đấy. Đấy, Suzumi. Bát Fuji FS6. Cần carbon Suzumi. Hãy dính keo đó nha mọi người, dính keo. Đấy, người về trả keo ra. Cái cần này như bị gãy mất cái phan đầu rồi mọi người, gãy mất cái phan đầu rồi. Đây, đúng rồi luôn, gãy mất cái phan đầu rồi nha mọi người. Gãy mất phan đầu rồi, mọi người về thay cái phan đầu vào nhé, về thay cái phan đầu vào. Đấy, một hai cái phan dưới nè, đây cái này chắc thiếu khoảng gỡ 3 cái phan, cái phan đầu rồi nhé. Thực ra mọi người cứ thấy nó khó khăn chứ cái này đem ra tiệm người ta thay cái phan cái xong à, rất là nhanh nha mọi người, đem ra phát là lái được ngay à. Cần carbon Suzumi. Đấy nha mọi người, mình vừa quay xong ngoại hình của cái gần Suzumi Carbon rồi. Nó bị gãy mất cái khuyên đọt trên cùng nhé. Gãy mất cái khuyên đọt trên cùng. Đây. Đấy, cái cần lên nội địa nhặt luôn.
Đấy, mình nói lại nhé. Cái gân này dài 5m3, thu vào ngắn nhất của nó là 1m14. Đấy, đường kính độc đỉnh của nó là 1,6 ly, cân nặng là 280g. Đấy, vì nó gãy cái độc đào nên là giá thành mình bớt hẳn cho mọi người dễ mua nhé. Con này con số mấy rồi, số 10 mình bán 700. Số 10 700 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 11 vừa có trong bao vừa có trong hộp luôn. Hộp thì có một cái nắp đây nè, nắp dưới này thì mắc rồi. Cần quá đẹp, cũng là Suzumi luôn mọi người ơi. Suzumi carbon sắn X luôn. Thì mình ráp vào luôn nhé. Đây, cái cần này dài 2m1, thu vào ngắn nhất của nó là 1m09. Đấy, đường kính độc đỉnh của nó là 1,5 ly, cân nặng của nó là 140g nha mọi người. Đây, carbon sắn X luôn. Đấy, bát Fuji đời mới FX6 nha mọi người. Đấy, nhìn cái nước carbon dễ sợ. Đấy, đấy. Đấy, mọi người nhìn cái carbon của nó này, nó đang carbon sắn X luôn. Cầm cần rất là đã nha mọi người. Mọi người cứ tưởng tượng carbon mà nó chạy như da rắn vậy đó. Đấy, đấy, fan của nó này. Cần này đẹp, cái này là đối với mình là nó đẹp, quá là đẹp rồi. Đây, không chê vào đâu được. Đấy, đâu vừa qua hết cái cần Suzumi rồi mọi người. Cần này nội địa Nhật luôn. Đây, cái cần này, cái cần số đọc lại thông số nữa nè. Dài 2m1, thu vào ngắn nhất của nó 1m09, đường kính độc đỉnh của nó là 1,5 ly, cân nặng là 140g, giá là 900.000. 11. Chính tạp. Mười một 900.000 nha mọi người. Quay đảm bảo như thế này. Qua thông số luôn.
tiếp theo đây là cái cây gì thì mọi người hôm qua thì mình cũng có bán một cây rồi, hôm nay có cây nữa nha mọi người, mới bán một cây nữa. Cây này á là phía trên đó, nó có phía trên đỉnh của nó có cái đầu vặn ray nha mọi người, vặn ray vào đó thì mình vặn vào đó cái vật hoặc là cái bủa với cái móc đó nha mọi người, bủa với móc. Thôi mình thấy người ta hay đi câu ngoài cảng nữa, cảng đi xa rồi thì mình thấy người ta cũng hay dùng cái này. Đấy. Này cây này dài 4.5 mét nha mọi người, dài 4.5 mét, thu vào ngắn nhất của nó là 1.13 mét. Đấy, đường kính của cái trên cùng á, cái đọt trên cùng á là 15 ly nha mọi người, là 1.5 phân cơ. Cân nặng của nó là 620 gram. Đấy, nó còn dây đeo luôn này, mới tanh luôn nha mọi người. Đấy. Cần cao thì khỏe rồi. Đây carbon luôn nha mọi người, cái này chất liệu carbon luôn, cần cao thì khỏe rồi. Nhưng mà những cây này thì về hàng ngàn cây may ra mới được một cây này nha mọi người, hàng ngàn cây may ra mới được một cây này. Đấy, rất là độc. Đấy. Cần thì người ta còn thải ra nhiều, còn riêng cái cây này rất là khó thải. Đấy, nó rất là bền nha mọi người, cây này carbon luôn. Đây này, xoay lại để cho mọi người thấy cái ray vặn của nó này. Đấy, ray để vặn này. Đấy nha mọi người. Đấy chưa. Mới toàn luôn. Mình đã chưng dụng một cái cây này, thì nhưng mà cái cây đó nó cũ, nó xước xác lắm, mình không có bán. Mình đem về nhà làm cái cây gì mọi người biết không? Đem về nhà làm cái cây treo lồng chim, phơi quần áo trên dây điện ở ngoài trụ điện á. Đấy, trong cây này giờ dùng đa năng. Về nhà hái xoài hái đậu được. Làm vợt đủ thứ à. Dài tới tận 4.5 mét nha mọi người. Đấy. Mới chất liệu carbon. Cứng cáp. Có dây đeo trên lưng. Đeo chéo trên lưng. Như đeo cây gậy như ý nha mọi người. Đấy. Cái này cây số 12. Cái này bán 800 nha mọi người. 800. Tiếp theo. Ồ, hai cái này giống đời vậy đi. Chỉ có khác nhau về kích cỡ thôi. Này, một cái gì đây. Đấy. Hai cái này nhìn giống đời của nhau không? Khác nhau về kích cỡ. Đấy, mình sẽ qua từng câu cho mọi người. Từng cây. Đấy. Càng đây qua cho mọi người. Càng đây qua. Đấy. Dài 3.4 mét. Thu vào ngắn nhất của nó là 91 cm. Đường kính đột đỉnh là 1 ly. Còn cân nặng của nó là 200 gram. Đấy, đây. Cái này thì không phải chất liệu carbon rồi. Đấy. Đây qua nội địa Nhật, Bát Fuji FS6 nha mọi người. Đấy. Này, lanh của nó dài 3.9 mét này,
thu gọn ngắn nhất là 91cm này, đóng vào đó. Còn nó có 5 khúc này, 5 ống. Dàn phan của nó thì mình mở ra cho mọi người coi. Đấy. Phan bao đẹp luôn. Này. Này. Đấy. Phan kim loại. Này. Vành trong trực cước là vành đá nha mọi người. Đấy. Đá sứ gì đấy. Đây mọi người, rồi bây giờ mình sẽ rút lên từng đọc cho mọi người coi. Rồi. Thấy nha mọi người. Đấy. Mình vừa quay xong cái ngoại hình cái cần này cho mọi người coi đấy. Cần rất là đẹp, tay qua rất là đẹp. Đấy. Cái cần đai hoa dài 39, thu vào ngắn nhất của nó là 91cm, đường kính của độc đỉnh là 1 ly. Đấy, cần nặng là 200g, giá là 400.000. Cây số 13 400. Nha mọi người. Tiếp theo, cái cần số 14, anh em xin đầu của cái cần số 13. Đây. Cần này dài 6m1. Dài 6m1 nha mọi người. Thu vào ngắn nhất của nó là 91cm, 91-92cm đấy. Nhưng mình đo luôn cái chụp thì 92, còn bình thường nó là 91. Cái đường kính của độc đỉnh là 1,6 ly nha mọi người. Cần nặng của nó là 560g, là hơn 5 lạng tí. Đây qua. Này chắc bắt 7 8 gì đây.
bass Fuji FX7 nha mọi người. Hai cái anh em xin đôi luôn. Này, nó có 8 ống. Này, thu gần ngắn nhất của nó là 91cm này. Chiều dài của nó là 6m1 này. Đấy. Này. Này. Nhàn phan của nó còn ngon luôn nha mọi người. Đấy. Phan kim loại. Bên trong có đính sứ đá gì đấy. Đấy. Phan này còn ngon cả. Đẹp. Đấy mọi người. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho mọi người coi từng đọt một. Đấy. Xong mấy móc chắc mình đưa khá là lâu đó nha mọi người. Rút ra khá là lâu đó. Đấy, rồi vừa qua sang cái cần đây qua này rồi nhé. Đấy. Cần đai hoa dài 6m1, thu vào ngắn nhất của nó là 92cm, đường kính đột đỉnh là 1.6 ly, cân nặng là 560g. Cái này cây số 14.
Cái này bán 600 nha mọi người. Bán 600. Bán 600 nha mọi người. Rồi, tiếp theo cái số 15 cũng là cái gần cuối cùng trong video này. Đây. Cái cần này có hai cái đọt luôn đây. Đây nha mọi người. Cần này cần tay nha mọi người. Đây. Này. Cầm tay đây. Này. Này. Chỗ này sao mình thấy nó có vẻ nó hơi mắc mắc. Đấy, hơi mắc mắc nhé. Cái cần này bỏ trong túi nên là cái nước sơn nó còn đẹp, rất là đẹp. Đấy. Sáng bóng luôn mọi người, ánh đèn nó chiếu à. Sáng bóng luôn. Đấy nha. Rồi nha mọi người. Đấy. Đẹp thế này. Đây. Cái gần này dài 36 của China nha mọi người. Đây. Cái gần này dài 36. Thu vào ngắn nhất của nó là 1m02. Đây, đường kính độc đỉnh của nó là một cái đọt là 1 ly, một cái đọt là 0,7 ly nha mọi người. Cân nặng của nó là 100g. Đây. Cái đọt kia của nó đây. Xong chỗ này có vẻ quấn quấn không biết được. Đấy. Chỗ này giống như kiểu giống kiểu bị mài chế đâu mọi người. Mài chế nó bị bể hụt kìa đây. Người ta mài, người ta chế chỗ này rồi. Đọt này đọt 0,7 ly đây. Đấy, rồi. Cần nhiều đọt này nó hay nhé. Cao đa dạng loại cá. Đây. Rồi. Cái này cái số 15 nha mọi người. 15. Cái này bán 400. Cái này không phải carbon nha mọi người. Đấy. Cần không phải carbon. Số 15, 400. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giúp mình là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng. Anh em ở Đà Nẵng thì có thể đặt hàng và tới tận nhà lái luôn nha mọi người.